đang dọn dẹp siêu thị chuẩn bị ngủ thì anh khách chạy sộc vào làm hết dế nghỉ ôi có cướp. Anh ta đội mũ, mặt gầy gầy chạy vào khiến mình hãi chết khiếp. Anh nhẹ nhàng nói, em ơi, bán cho anh ít mỹ phẩm. May quá là khách chứ không phải cướp. Đặc biệt khách là con trai, lạ quá cỡ. Quái cung phi anh làm gì, anh bảo làm công nhân ở khu công nghiệp gần đây. Anh đi đá banh về hứa 12 giờ đêm là có tiếng thưởng tặng chị. Tí còn phải ghé mua thêm bó hoa nửa thế hệ đủ. Nghe tới đây, mình biết anh cưng cung phi đến mức nào rồi. Anh cẩn thận đến nỗi mua cả sơn móng tay rồi còn cho cả cung phi chai rửa móng nữa. Chu đáo đến thế không biết. Chị khách khác vô mua, chồng đứng ngoài coi xem mà trong này bà cứ suýt xoa ái mộ quá. Hai chị em khen lấy khen để đúng là chồng nhà người ta. Người chồng đi mua tiếng thưởng tặng cung phi. Cả hộp đầy tiếng thưởng. Đây là câu chuyện được đăng tải trên mạng làng hội. Anh chồng hoàn hảo đi mua tiếng thưởng cho cung phi vào cuối ngày và nhận về hàng loạt bình luận khen ngợi. Người chồng hứa với cung phi là sẽ làm và còn tâm lý chọn cho cung phi đủ món thế hệ thôi. Đôi khi, đàn bà dễ dàng bị hạ gục chỉ bằng vài món tiếng thưởng. Chúng có thể không đắt đỏ nhưng đủ để biểu hiện thành ý và sự đông đả của con trai dành cho. Người cung phi trong câu chuyện đúng là hình mẫu mà bao nhiêu chị em cảm thấy hâm mộ, chọn được chồng tâm lý thì quá sức hạnh phúc rồi.